thấy cái tràm rất là gắn bó với người dân ở đây. Rồi cái vỏ tràm mình thấy vứt đi mình nó ổ phí quá, trôi dập về. Nhưng mà khi mà nhìn bằng chuyên môn á, mình thấy tại sao tràm có những cái sắc độ nó hay vậy. Mình thử làm tranh thử coi. Khi mà thực hiện mẫu tranh đầu tiên để ra mắt hội chợ triển lãm việc làm của An Minh á, thì ông bí thư của huyện An Minh thấy vỏ tràm hay quá, ông mới khuyến khích nên làm cái vỏ tràm này để làm một cái tác phẩm mình bằng chất liệu của quê hương mình. Cái tình cái nghĩa ấy đã khiến cho một chàng họa sĩ xứ Huế phải lòng ngay nơi này và xem quyết định về quê vợ ở An Minh Kiên Giang là đúng. Tuy chẳng phải là nơi sở hữu núi non trùng điệp, nhưng chính Miệt Thứ đã khơi nguồn cảm hứng bất tận khi ông tìm ra một chất liệu mới để sáng tác, đó là vỏ tràm. Và chính ông cũng đã tự sự: cây tràm Miệt Thứ đã tạo nên bước ngoặt lớn cho sự nghiệp hội họa, giúp tôi thăng hoa hơn. Tuy tự tìm tòi, khám phá ra chất liệu mới, nhưng chính vỏ tràm đã dẫn dắt, gợi ý cho họa sĩ Hữu Võ. Bởi các sắc độ của tràm rất phong phú khi bóc tách qua từng lớp vỏ. Cái màu sắc của nó là từ thiên nhiên mà ra. Sơn không pha được màu tự nhiên của cái vỏ tràm. Thứ hai nữa là vỏ tràm có một cái tính đặc biệt là tranh vỏ tràm không thể làm tác phẩm nào. Một tác phẩm để có một nét riêng của tác phẩm đó. Những thành công của họa sĩ Hữu Võ trong việc thổi hồn nghệ thuật vào vỏ tràm đã gợi cảm hứng cho nhiều họa sĩ trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long đến học hỏi và sáng tạo trên chất liệu này. Điều đáng nói là tranh bằng vỏ tràm đã được giới mỹ thuật công nhận là một thể loại hội họa mới bên cạnh các chất liệu truyền thống như sơn dầu, lụa, màu nước mà họa sĩ Hữu Võ được xem là người đi đầu, mở lối. Qua một chất liệu bản địa độc đáo, tác giả như gợi gắm một chiều sâu văn hóa và cốt cách của miền sông nước phương Nam. Miệt Thứ hồi xưa là nằm trong cái khái niệm của mình. Nó xa xôi và nó có gì là rùng rợn, nó bí hiểm lắm. Nhưng mà khi mình đi về cái vùng Miệt Thứ mới thấy là Miệt Thứ rất sâu động, sống rất tình nghĩa, rất chân thành. Lúc mà con cái đau ốm, người ta sẵn sàng cho mượn xuồng, người ta giúp đỡ mọi thứ cho mình. Trong nghệ thuật, không phải cứ có bối cảnh đẹp thì mới có bức tranh đẹp, mà vẻ đẹp ở đây đến từ những điều giản dị, đời thường, nhưng hàm chứa những điều sâu lắng, đượm tình. Có lẽ vì thế, mảnh đất Miệt Thứ đã đi vào văn học nghệ thuật một cách tự nhiên, khắc khoải.